Hiếu Trung xin chào Minh Tuyết. It's an honor for Vina Showbiz that we have requesting you to interview. So here she is. I just talked to you a little bit ago that a lot of people love the song I'm Sorry from the newest CD. So can you talk about more about cái video I'm Sorry? Okay. Nếu mà các bạn có theo dõi cuốn video Paris in Las Vegas thì quý vị có thấy là quảng cáo một cái DVD MTV Music của Minh Tuyết sắp phát hành do Trung tâm Thúy Nga sản xuất. Thì cái video này nó cũng khá là đặc biệt hơn những cái MTV Music mà Minh Tuyết đã làm, như là Yêu Một Người Sống Bên Một Người hay là Mơ Những Ngày Nắng Lên. Nó khác ở chỗ là cái video này Minh Tuyết có quay 6 bài MTV Music. Song song đó Minh Tuyết có làm hai bộ phim truyện. Nếu mà các bạn đã từng theo dõi Minh Tuyết từ bên Trung Tâm Tình, đã từng coi cuốn video MTV Về Cuối Đường Tình, thì cái này nó cũng có một phần similar giống như vậy, là nó có hai bộ phim. Bộ phim thứ nhất nó gọi là Tôi Mơ là bộ phim xã hội. Trong đó có một bài hát mới có tựa đề là Tôi Mơ, do nhạc sĩ Minh Vi viết ngay lập tức cho cái bộ phim này. Song song đó, trong bộ phim nó cũng có những cái bài hát nằm trong cuốn CD Đã Không Còn Hối Tiếc. Thì bộ phim này là một bộ phim tâm lý xã hội, nói về một người con gái ở dưới quê, mong muốn trở lên Sài Gòn để mà lập nghiệp, để trở thành một người ca sĩ nổi tiếng. Nhưng mà khi mà lên tới Sài Gòn thì nó gặp rất là nhiều cái điều mà không như giấc mơ mình mong muốn, và có những cái sự trở ngại nó đã diễn ra trong cuộc đời của cô ấy, từ tình cảm cho đến cuộc sống xã hội. Và cuối cùng cô ấy đã trở về với cái vòng tay và những cái sự thương yêu của một người mẹ đang chờ cô ấy tại quê nhà, và cái người tình của cô ấy. Và cái bộ phim thứ hai đó là bộ phim rất là cảm động, của nhạc sĩ Minh Vi cũng như là đạo diễn Hữu Minh đã viết ra. Trong đó có một bài hát cũng dành riêng cho cái bộ phim đó. Nó khai lại cái kiểu nhạc phim tàu, nó gọi là Tình Anh Tình Em. Thì cái bộ phim này rất là xúc động, và mình cũng không thể nào nói ra hết được, nó hết mất tiêu, không còn gì để coi nữa. Cho nên nói chung là mình cũng rất là tâm đắc trong cái cuốn video MTV lần này của Trung Tâm Thúy Nga, và hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ, và nhất là phải ủng hộ bằng gốc. Và bởi vì nếu như mà số lượng bán nó không còn được như ngày xưa, bởi vì theo như Thúy Nga cho biết rằng ở trên YouTube hay là ở trên những cái website, người ta vẫn tiếp tục download rất là nhiều. Có nghĩa là cái lượng người xem á, nó không có giảm đi, nhưng cái lượng người mua lại giảm đi. Cho nên Trung tâm Thúy Nga đã phải nói là đang cạn kiệt tiền. Cho nên nếu như mà cái số lượng nó bán không chạy nữa thì Trung tâm Thúy Nga sẽ không có continue để làm tiếp, và bản thân Minh Tuyết cũng không có được phép continue để làm tiếp những cái MTV Music hay là những cái karaoke mà để gửi đến quý vị khán thính giả. Thì riêng cái bài I Am Sorry á, trong cái bộ phim này Minh Tuyết cũng quay dạng music video, nhưng mà nó cũng có một cái câu chuyện rất là hay. Khi mà mình yêu một người, mình ngại ngùng để nói lên cái lời em yêu anh, bởi vì mình ngại anh ấy không thương mình, hoặc là mình cảm thấy mình e thẹn quá. Nhưng mà nếu lỡ như anh ấy bị một cái chuyện gì đó, ví dụ một cái accident nào đó, anh ấy qua đời hay là anh ấy đi xa không còn ở bên mình nữa, thì lúc đó mình có muốn nói I love you thì nó đã quá muộn màng rồi. Lúc đó mình chỉ còn biết nói chữ I'm sorry. Wow, now I know the meaning of that song. But thank you so much for all that information. But Tết cũng gần sắp đến rồi. 2010 chị có cái project upcoming gì không, hay là cái gì nào mới, hay là DVD nào mới? Vâng, đáng lẽ là Christmas này là sẽ ra cái đĩa CD mà quý vị chờ đón rất là lâu. Đó là đĩa CD Minh Tuyết Bằng Kiều, có tựa đề là cái bài mới nhất ở trong video của Thúy Nga là
Xin một lần có nhau. Xin một lần có nhau. Thì cái đĩa này á, mà Minh Tuyết với Bằng Kiều phải nói là đã hứa hẹn rất là lâu mà chưa có được phát hành, là bởi vì phải chọn đi chọn lại rất là nhiều nhiều bài hát, bởi vì muốn là cái đĩa này sẽ không làm thất vọng tới tất cả quý vị, cho nên đã hát tới mười mấy bài lận, nhưng mà chỉ chọn ra khoảng 11, 12 bài thôi cho cái CD này. Và lúc đáng lẽ là phát hành vào đầu tháng 12, có thể là cuối tháng 11 là Thanksgiving, thì lúc đó Minh Tuyết và Bạch Kiều lại hát cái bài xin một lần có nhau. Trong video sắp tới thì lại cái bài đó quá hay đi, và Minh Tuyết Bằng Kiều lại đã cố tình hold back cái CD lại để bỏ cái bài hát này trong cái CD đó và làm chủ đề cái CD này. Cho nên đó là lý do tại sao cái CD nó cứ kéo dài hoài mãi, nhưng mà Minh Tuyết tin rằng là khi cái CD phát hành, quý vị sẽ rất là thích, và Tuyết nghĩ rằng là đầu tháng Giêng CD này sẽ phát hành. Okay, that's really good. Chỉ có cái calendar upcoming gì không hay là Minh Tuyết xin lỗi là bởi vì quá bận rộn cho cái live show cũng như là cho những cái show diễn cũng như là CD hay là video karaoke, cho nên Minh Tuyết không có, năm nay chưa có kịp chụp hình lịch để mà gửi đến tất cả quý vị. Nhưng mà hy vọng là nếu có thời gian, Minh Tuyết sẽ ráng tranh thủ. Next year 2011. No, actually if I have time, Tuyết sẽ chụp một ít để mà kịp trong cái năm này cho các bạn, nhưng mà không biết có kịp hay không. Look out for that if she have one. Thank you so much, and I know she is busy, you know, that going to the stage right now to get ready. So we will continue next time with the interview, and stay tuned. And you got last word gì với fan chúc mừng gì không? Trước hết là Minh Tuyết cũng như mọi khi cảm ơn tất cả các fan trên thế giới, nhất là các fan ở Mỹ đã thương yêu Minh Tuyết, ủng hộ Minh Tuyết rất là nhiều, và đặc biệt là fan Asia rồi lúc nào tới đây cũng rất là đông. You gotta say a lot of people. Cause cái Vina showbiz này có nhiều người coi. I know. I mean because I'm right in Seattle right now. That's why I'm just saying I love all my fans everywhere. Cảm ơn rất là nhiều đã ủng hộ Minh Tuyết và thương yêu Minh Tuyết trong suốt 12 năm qua. Minh Tuyết trình diễn tại hải ngoại, tại Mỹ, và Minh Tuyết cũng hứa và cũng cố gắng là sẽ ra thật nhiều project mới và làm thật nhiều điều mà các bạn yêu cầu ở khắp nơi, để mà không phụ lòng tất cả các fan của mình. Còn gì nữa không? Năm mới, Minh Tuyết chúc tất cả mọi người lúc nào cũng có sức khỏe, bởi vì mình có sức khỏe thì mình làm cái gì cũng được. Thứ hai là vui vẻ, vui thì mình dù cho mình có mệt thì mình cũng không sao. Và cái thứ ba nữa là các bạn có theo đuổi một cái ngành nghề nào đó, hay là đang học một cái gì đó, hoặc là làm một cái business nào đó, thì sẽ có nhiều điều mới, hay lạ và thành công sẽ đến với tất cả các bạn. Anything else? I think that's it. Hiếu Trung xin cảm ơn quý vị đã chương trình với Vina Showbiz, với Hiếu Trung, với chị Minh Tuyết. Next time we will continue more when she have a upcoming project that we're gonna pull her up here again and then interview more. At this time, I want to wish everybody Happy New Year's, and be safe. Nhớ ủng hộ Bằng Gốc. Yes, and look out for Minh Tuyết, a lot of project coming up. Yeah, Minh Tuyết Bằng Kiều CD, Minh Tuyết MTV, music and karaoke, and movie, phim trong MTV Music. Đúng rồi. Và Việt Nam. Và cái cuối cùng nữa là cái live show Minh Tuyết in Việt Nam. Yes, that's a lot of projects. So look out for that and support chị Minh Tuyết, and see you next time. See you next time. Bye. Bye.